Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận xin lỗi người dân xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chiều ngày 20 tháng 7, ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận gửi thư xin lỗi đến người dân phường Tấn Tài sau vụ Chủ tịch phường này chỉ đạo thu phí khi cấp giấy đi đường cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Trong thư, ông Phú cho biết ngay khi nhận phản ánh của nhân dân về việc phường Tấn Tài cấp giấy xác nhận đi lại trong tỉnh có thu phí, thành phố đã cho xác minh và khẳng định đây là việc làm sai của chính quyền sở tại. Qua kiểm tra, thành phố Phan Rang Tháp Chàm nhận thấy ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Tấn Tài đã nhận thức chưa đầy đủ về chỉ thị 16 và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận dẫn đến xử lý không đúng. Trước hết, tôi xin lỗi và nhận khuyết điểm trong công tác quán triệt lãnh đạo tổ chức thực hiện chỉ thị 16 và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận trên địa bàn thành phố, nhất là đã để xảy ra vụ việc nêu trên, ông Phú viết. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm cũng xin lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân và sẽ chấn chỉnh kịp thời việc thu phí sai quy định về cấp giấy xác nhận đi lại trong tỉnh cho nhân dân, đồng thời sẽ chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Tấn Tài. Trước đó, người dân phản ánh về việc ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Tấn Tài cho nhân viên thu lệ phí cấp giấy đi đường với giá 10.000 đồng một lần. Sau khi kiểm tra, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chảm đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phan Hoàng Việt. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chảm xin lỗi người dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo